Rồi, xin chính kính chào các bạn. Thì hôm nay gia đình mình á sẽ đi chợ trời ở bên Mỹ nha. À, chợ trời bên Mỹ có nghĩa là gì? Những cái người thường thường ở bên đây là phần đông là khoảng 99% là người mở tay cơ, người ta bày hàng ra để bán ở ngoài trời. Thì ở đây thì nó mình cái khác biệt của cái trong tiệm ở dưới chợ trời là mình có thể trả giá. Mà thường thường đồ đây thì cũng có đồ mới cũng có đồ cũ, thì tùy theo mình ấy thôi. Đó. Mấy giống như mấy cái áo đầm này nè, chỉ có 1 đồng thôi. Đó, tại giá 1 đồng. Thì muốn vào trong cái đây bán đó thì mình mỗi ngày thì mình phải trả cỡ tùy theo cái chỗ. Đông hay là không đông thì có thể là từ 25 đô tới 50 đô một ngày. Đó. Thì mình thấy có đủ đồ loại đồ chơi hết. Chú Bảy con coi đó rồi hả? Ừ rồi. Ôi. Một đồng. Cái bên kia 3 đồng có được 30 cái. Đó thì bên đây bán nón đâu nè. Đó. Đó, bán đầy đủ hết, nói chung là cái gì cũng ấy hết. Thì ở đây thì lúc đi vô cửa thì 2 đồng. Còn cái nhầm cái mấy chỗ nhỏ hơn thì chỉ có không có tốn tiền. 2 đồng ba. Cái gì? Mà nhưng mà bóc này. Cái này là nó xúc ra thôi. Chú mua về nó bóp xúc ra hết à. Nó bóp thì nó chảy nước ra thôi. Không có nhét vô trong cái lỗ lại được. Dạ. Ai định chơi pháo á. Ai ta bóp này bóp lại. Không, em từ từ đi vòng vòng đi, em mới tới mà nó mới mua cho nó rồi. Đi ở đây thì mấy đứa nhỏ thì thấy thấy đồ chơi thì là khoái lắm. Thì hôm nay là thời tiết hôm nay là rất là tốt để cho mình đi chợ trời luôn. Chợ trời ở tiếng nói bằng tiếng Anh là swap meet. Đó. Swap là nghĩa là trao đổi và meet là hẹn, là trao đổi đến chỗ này rồi mình hẹn đó. Và bán đầy đủ luôn, nếu mà dịch ra lại được cái cable. Gì em? Mua cho nó đi, này đồ tắm mà. Phải không? Đúng rồi, đồ tắm đó. Mua cho con đi, đúng rồi, đồ tắm. Anh tiếc số. Em hỏi tí coi, nếu mà được giá thì mình trả. Nó dễ thương đó mà. $4 thì nó cũng bằng giá trong tiệm thôi. Bằng giá trong tiệm rồi. Thì đâu có mua làm gì. Mình phải mua, mình mua ngoài đây thì mình phải trả giá rồi chứ nó phải rẻ hơn. Đó, thì những ai muốn mua gia đình gì con mua đó hả? Mới mua bà mới mua cho con từng rồi đây rồi, con chơi sao mau hư quá vậy. Đứa nào làm bóp cho nó bảy vậy, con bóp cho bảy luôn phải không? Bà nghi là con bóp mà. Ô, ở đây nè, cái nhà mình ống nước cũng bị hư rồi. Bao nhiêu vậy? Đó, đầy đủ luôn, nếu mà ai muốn mua video game thì ở đây cũng có nè. Có cả máy sinh tố luôn. Nói chung là ở đây là cái gì cũng có, nhưng mà phần đông là đồ người ta đã trả lại từ bên Amazon hoặc trong những cái tiệm. Thì mình cái tốt ở đây là mình đi mình mua mình coi xong rồi mình lựa mình trả giá. À, cái này thì nó cũng mua trong tiệm nè, không biết nó bị vấn đề gì mà nó để là nó trả giá lại là 44 đồng một cái này, không biết nó còn work hay không. Thì cái đồ, những cái đồ điện tử mình mua ở ngoài chợ trời á thì mình phải thử nó trước, tại một khi mình mua rồi thì không có trả lại được. Má mì. Oh, what is this? Is that a scooter? That's a scooter, huh? That's a 3-wheel scooter. Cái gì? Mm.
thì hồi nãy trên nói là ở đây những cái người bán đây 99% là người Mỹ Tây cơ, nhưng mà cũng có lâu lâu thì cũng có người Á Đông, người Việt Nam, người Tàu gì con. No, I can't. She told me. Ride on what, the scooter? Đúng rồi. Đó thì tính mua cho bé cái áo này nè. Bé nào? Là đẹp lắm. Ừ. Thì ở đây thì mấy cái đồ đây thì mình thấy nè, tuy là nó cho trời nhưng mà cái nào cũng còn mạc hết. Thì đây là bán đồ nó hiểu Old Navy nha. Cái đồ này hiểu nè. Ô cái áo này giống Amy Chan luôn. Ừ. Lên lên. Lên đi con. Thường thường cho anh đi ở đây là khoảng 1 tiếng rưỡi là cho anh về đây cho anh đi nhanh lắm. Thường thường cho anh không có nhu cầu mà đi hết nguyên cái trong này luôn. Cho anh chỉ đi mà đi coi lướt qua những cái nào mà thích lắm thì cho anh mua. Bà xã cho anh thì bà thích lắm, bà đi bà lựa từng cái luôn. Nào là đồ chơi cho mấy đứa nhỏ rồi. Đó. Ở đây nè, kể cả đồ ăn nè, khóm đồ đầy đủ luôn nè, cắt sẵn cho mình thử luôn. Đó, đu đủ nè. Có bán cherry, raspberry, được không? Avocado, đầy đủ loại hết, gì cũng có. Nho cũng có nè, nho, chuối, đầy đủ hết. Đồ mì vậy. Tại đây thì Mỹ nhập đồ qua đây rất là nhiều. Mình đi vòng vòng xuống đây nữa nha, mình coi tiếp. Hôm nay thì cho anh sẽ đi phần đông lại thế. Cho các bạn ở Việt Nam khi mà nghe người ta nói là chợ trời là cái gì? Thì ba đi vòng vòng nè, ba đi đây thôi, ba quay phim mà. Đó. Đây, bán đủ hết đồ đây, những cái máy mà iPad nè, mấy cái đồ cover đó, mấy đồ cái case, cái bọc của iPad. Gì con? Halloween parade? No. Are you gonna make me absent on purpose? No. You're going to school. What do you mean absent on purpose? Những người họa sĩ vẽ rất là đẹp. Nó đồ chơi đầy đủ luôn. Naruto. Giống mấy áo lạnh này 5 đồng một cái nè. Áo lạnh sơ sơ nè. Merry Merry Christmas. Đó. Áo này thì áo thun thì 6 đồng một cái. Ở gì con? Dạ, đừng có làm bậy nữa nha. Đó. Bán mấy ly nước nè, ly nước đi mua rồi đi làm. Noel sắp đến rồi, có bán cả cây Noel luôn. Đó thì các bạn thấy đi, đó ở đây là áo đầm nha, chỉ có 2 đồng một pound. Nó vừa bậy bạ. Không có suy nghĩ đến cái gì nữa mà nó 2 đồng một pound. Sao con? Áo đầm này chỉ có 2 đồng một cái thôi. Nhưng mà phần đông là những cái size còn là size lớn thôi. Hết có size nhỏ rồi. 2 đồng. $2, $2. Đó, mấy áo lạnh mà chống gió nè, chỉ có 5 đồng một cái thôi. Đẹp. Ủa, không chờ mami à? Where? Yeah, I see them.
Kể cả giường với nệm mình cũng có thể mua ở ngoài đây luôn. Mấy cái tủ nè cũng khó luôn. Nhiều. Trời, cái gì nói chung cái gì cũng có. Ở đây làm răng nè, đó cũng có thể mua để làm răng. Để tới đây. Đây thì bản đồ solar. Sao queen hả? Không có twin à. Hôm nay là công nhận là đi hơi lâu đó nha. Mát mẻ cho nên đi lâu đó, đó mua đồ chơi cho tụi nhỏ rồi nè. She didn't even get anything. For you? I only got this. One single order. Tin là cầm cái gì vậy? It looks like a butt cheek. Like a butt? Con bóp cái đó là nó ra cái tay vậy. Con mít đâu như mũi mũi bà thấy không? Không dễ đẹp lắm á. Đó đây cái thầy dễ nè. Đó. Really nice. Look at he draw Kobe Ryan everybody. Đó, dễ rất là đẹp luôn nha các bạn. Rất là họa sĩ luôn. Mệt chưa? Yeah, I want to go to the park. À, bây giờ đi. Bây giờ là 1 giờ rồi đó các bạn. Mình đi là lúc khoảng 10 giờ rồi, ha. Bây giờ tới khoảng 3 tiếng rồi đó. À, bà vẫn còn lựa đó. Bà đừng mua mấy đôi dài cho mấy đứa bé đây. Mấy đôi dài đi dép thì cũng rẻ lắm. Có 5 đồng đôi thôi. Ừ. Mua súng rồi đóng cho Aiden chơi nè. Aiden, yeah. Ai mua súng cho con vậy? Mẹ. Mẹ hả? Yeah. Ai trả tiền? Ai trả tiền? Nè, tiền của ai? Ừ, còn tiền này có mua được cái gì không? Được trái banh hả? Được trái bo hồi nãy hả? Alina còn sao? Có được mua gì không con? Con mua được gì không? She got a lightsaber. Yeah. This is the coolest and the T-Rex. Alina có được cái kiếm kìa. Cái kiếm thần kìa. Đó, kiếm này nè. Dad, we're just fighting. Cái gì phải tiền con? Dad, we're just fighting. Oh, hai cái súng đánh lộn mà.